Tình trạng nuôi trồng sử dụng các loại dụng cụ khai thác thủy sản hủy diệt trên thắng cảnh cốc quốc gia Đồng Âu Loan vẫn tiếp tục tái diễn, dù tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo phải giải quyết triệt để tình trạng này. Qua kiểm tra thực địa mới đây, tại các xã ven Đồng Âu Loan, các cơ quan chức năng huyện Tuy An đã phát hiện nhiều ngư dân vẫn sử dụng que đăng, lưới mùng, cọc để thả nuôi phẹm cháy, nuôi hào trên Đồng Âu Loan. Đáng lo ngại hơn, nhiều diện tích mặt nước trong đầm bị ngư dân sử dụng cọc tre, cọc gỗ, đóng chìm dưới mặt nước để dăng mùng nuôi ốc cháy trái phép, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của ghe thuyền và môi trường sinh thái đầm. Thời gian qua, chính quyền bốn xã ven đầm Âu Loan đã tháo gỡ, dỡ bỏ gần 6.200 hàng đăng, cọc dăng lưới mùng nuôi thủy sản trái phép trong đầm, thu giữ, xử lý hơn 5.000 chiếc lò bóng thai làng.